Hello, chào mừng anh em trở lại kênh YouTube của mình là Thịt Bim Đúp. Hôm nay mình sẽ quay vòng quay đây, nhưng mà mình quay một cái anh em, quay 10C á, đầy đủ 20 lần rồi mình quay 180 lần còn lại đó, tại vì mình quay tiết kiệm anh em ơi, nó quay miễn phí 10 UC trước đi. Rồi ok, cảm ơn anh em đã like, subscribe kênh ủng hộ Thịnh nha. Và đây là mình đã lên được 12 sao rồi, sau mấy ngày cày đó. Đó, KD mình 5.6 nè anh em, nhưng mà cái KD cũ á thì mình được 12 chấm nha. Đó, anh em hỏi KD thấp đó, nhưng mà tại nó cách tấm mới rồi. Rồi không sao, rồi bán mới nha anh em. Đó, làm ván này nè, đó bao hay luôn anh em ơi, anh em xem kịch tính luôn. Đó, mình xác định coi cái trận nó gắt hay không á, thì anh em coi cái mấy cái này nè. Đó, anh em nhìn thấy không? Đó, quá trận khung tên luôn. Ở chí tô 12 có nè, thắng solo squad có gì, thắng squad win 12 Indo nè. Ồ, trận là liên server rồi. Đó, anh em coi coi nó bắn thế nào nha. Trận này mình có ghi ở dưới chữ, ở trong bảng điều khiển á, cái màn hình luôn, nên anh em cứ vừa xem vừa coi nha. Rồi, ok. Đó, giờ mình qua đây về khu của mình nè, Elbuzo mình lúc. Ui, có người, có người. Nhưng mà đừng có dừng anh em ơi, tại mình dừng á, mình không có biết địch nó ở đâu, tại nó vô trước mình rồi. Nó lấy xe nó chạy qua đây nhưng mà nó vô trước mình rồi. Đó, mình an toàn đi. Ở đâu đâu, xe chạy đâu. Watch out. Ok ok ok, từ từ, để qua nè. Từ từ nha, cứ từ từ thôi, bình tĩnh. Mark the location. Ở bên đây cũng có nè anh em. Đó, giờ về với đồng đội đi. Ui ui. Ôi chết. Mò nó trên nóc 5 tầng luôn. Indo. Khói cứu giùm cái. Xe nó chạy rồi, ai biết. Khói cứu cái. Nãy giờ đi bắn boss nữa. Ok đây nè. Lui nè. Ui. Nó quay nhà lợi kìa, kế vô. Ủa cái đụm mệnh á. Trời ơi. À, chậm một giây nữa thôi là xong rồi anh em. À, nó mở cánh á, nó biết chơi đó nha. Cẩn thận thôi, nó biết chơi anh em. Rõ ràng rồi, nó mở cánh thấy mình nóc cái mở cánh qua để gạt nè. Ok thôi anh em, quan sát trước rồi đó. Mình chưa biết vị trí nó ở đâu, chỉ nghe tiếng súng nó bắn mình thôi, mình chạy lo chạy thôi. Kê. Em tròn một nè. Em tròn một. Cánh nó đi hở rồi bắn anh em ơi. Thấy nè. Nóc. Này thì bắn anh nè, một thằng này. Rồi qua lúc rồi luôn em ơi. Nãy IQ cường báo ấy, trước có người nữa. Nên giờ qua luôn, nó lúc dài món qua luôn. Ok. Nãy IQ cường nóc rồi, nóc một thằng rồi mà còn nữa. Qua nè. Đó, full nước rồi qua anh em ơi, chứ để yếu máu. Kìa, chết một thằng nữa kìa, vậy là còn hai. Enemies ahead. Ok, qua nè, từ từ thôi nha. Đó, đẩy đôi nha anh em. Để chặn á, đừng để lẻ. Đó, nóc tiếp. Vậy còn cuối thôi. Đâu ạ? Watch out. Ok, kê nè. Kê nè. Lê. Xong. Ồ, cái thằng này nãy bắn nóc mình rồi anh em. Nó cái bốn á, nó cốp to á. Ồ, nó sấy dính, dễ sợ luôn. Hên mình chạy vô kẹp á. À, đây cũng hơi nghèo anh em, không có băng đạn luôn. Chưa có cốp nữa. Giờ kiếm đồ đủ đi anh em. À, nè, anh em thấy không? Nó phóng xe để vô đây luôn nè. Đó, là bọn này nó biết chơi, nó an toàn vãi nồi ra luôn á. Đó, giờ mình đi nè, đi chung xe anh em ơi. Qua lấy thính rồi đi tiếp nè. Vua già luôn. Ngon. Đó, Goya chọn bắn Goya với một bốn anh em cần chiến tại đó, chưa có băng đạn luôn. Bởi nó bắn thính bên đây nè, nhưng mà nó ngoài bo rồi. Giờ mình đứng vô đây mình kê thôi, lấy cái đòi nghìn tỷ rồi nè. Đó, lấy cái đòi này kê thôi nè. Ui sai, thấy nè, sai. Kê, bên phải kìa. 130. Ui. À, bọn này bắn ghê quá. Bọn dưới nhà đá nè anh em. Đó, mình gạt một rồi. Ui, không được. Máu đầy vô anh em ơi. Mình yếu máu, mình nóc á thì đội sẽ mất hết
người để bắn. Đó là nên là phải chơi cẩn thận, bơm máu vô nóc rồi kìa. Nhưng mà chưa biết nó mấy thằng, em đẩy hai thằng nè, hai thằng nữa nè, quan sát nha, nóc nữa đẩy, nóc nữa đẩy, quan sát ăn sao anh em. Đó, mình sẽ chơi vị trí cover, anh em ba người bắn, mình sẽ quan sát phía sau cho anh em bắn anh em. Để bị móc á, chuyên gia luôn á, để bị móc là chết á. À, như vậy nè, mà có team tới ập tới thì toan liền. Một đầu nào, một đầu ngay đây nè, một đầu ngay đây nè. Nóc đẩy luôn nha, nóc đẩy luôn á. Nóc đi, nóc đi, nóc đẩy nhà đá này luôn. Mark the location. Khói kìa, khói kìa, khói lấy xe nè. Lên xe, lên xe, lên xe, đẩy luôn, đẩy luôn. Nhanh nè. Ai mà lên không kịp là bỏ nha anh em, chứ đừng có chờ. Tại vì một giây thôi là cũng là rất quan trọng rồi. Ui, nó xảy kìa. Luôn luôn luôn, đẩy nhà trước, đẩy nhà trước. Vô 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 vô, trên núi bắn, trên núi bắn, trên núi bắn. Xong rồi, ok, lia lia lia. Quá. Trên núi, giữ xe lại, giữ xe lại. Trên núi nha, trên núi nha, nhà vào nha. Đó, giờ không có xe nè nè. Đó, bò đông cực kỳ đông luôn. Từ từ, bò này đi được mà, bình tĩnh thôi. Bò này đi được, kia nó chạy dưới được kìa. Á, bị dướng rồi. Hay 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 hay. Rồi đi, đi lấy xe nè, đi bò nè. Xe cháy rồi, lên xe luôn, lên xe luôn. Ui, đây còn xe nè. Xe mình nè. Ủa? Ui xe này ngon ngon ngon, lên 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 lên. Đi luôn, đi luôn. Ok, qua luôn nè. Lên xe đi, bỏ đi, đừng tham. Bò này chết nha anh em, bò 4 đó. Đó, giờ mình vô bò nè, quay lại mình kê đó, kê ngoài bò. Anh em thấy không, còn 30 thằng bò 4 là đông lắm luôn á. Bò cực đông luôn á. Nhà đá hay con người đi. Watch out. Ok, giờ nóc đi đẩy. Lên luôn, chơi luôn, chơi luôn. Ơ kìa kìa kìa, nóc mà kìa, lên luôn. Được, 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 cười ơi. Lên. Ok, ok, chọc kê nha, chọc kê nha. Đẩy nè. Watch out. Ok. Thấy luôn, thấy luôn. Trong nhà, trong nhà, trong nhà nè. Nóc một, nóc một. Tôi cháy ngoài có. Ok, ok. Bơm máu nha, gạt một rồi, gạt một rồi. Cháy ngoài có. Nghe, 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 nghe. Mình lên, mình lên, mình lên, mình lên cược. Hay. Tôi cháy một. Còn nữa. Ui. Lầu, trên lầu, trên lầu. Nó xuống rồi, nó xuống rồi nè. Ui gì vậy? Cái MK nổi tiếng mà không theo luôn. Bỏ vô cược, bỏ vô cứu. Bên trái còn nè, bên trái còn. Bên trái còn. Hoàng qua kia, hoàng qua kia, qua đây làm gì? Kê đi, kê phải thôi, đừng, đừng có đẩy vô sâu. Kê thôi, bên trái nè. Hai viên nè, pha này mà nóc cái nó nói mà hết chắc luôn nè. Thằng quay nè. Rồi lia 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 lia. Ủa ủa. Hai team, hai team. Trên nhà còn tiếng chân kìa. Hai team, hai team. Miền đi, canh đi bo nè. Bo chết nè anh em, bo năm nè. Let's go. Bo miền đi, bỏ đi, nó khói rồi. Có vậy mình lên công rồi mình mà nóc là mình cũng chết luôn anh em. Bo này hết bơm máu hết cứu rồi. Lên xe bỏ bỏ nè, nhanh nè. Nhanh 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 nhanh. Nhanh lên. Ôi xong rồi. À, nó xây tốt quá chịu. Mấy pha này bỏ nha anh em chứ không có cứu được đâu.
bo này đông rồi mà còn bị nóc ở ngoài bo này, bo 4, bo 5, bo 5 rồi nên là không có cứu được, cứu bơm máu cũng không kịp. Ui 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 ui, ok ok ok, máu cái. Á bo đông cực đông luôn nha anh em. Đó, bắn cẩn thận thôi. Giờ nè, mình không có thể nào mình chơi tim trước được. Tại sao nó còn người á, lỡ mà nó vô được, nó có xe vô được thì nó móc làm sao mình kẹp giữa. Nên giờ mình phải kê ở đằng sau trước. Ui sao bốn ở trước mà bốn thằng nhá. Ok, bốn thằng phải không? Nhưng mà kê sao trước nè. Đằng sau chết rồi, thằng đằng sau chuẩn bị chết. À đúng rồi, đúng rồi. Ok ok. Ok, rồi, lên. Thấy nè, dồn đám được nè, dồn đám nè. Dồn. Hai, nóc một, gặp một rồi. Còn kìa. Còn chỗ đó luôn nha. Ok. Sao chắc chết bò rồi. Hay. Thấy nè, ngay đây nè. Ui, ơ bắn mất giáp luôn em ơi. Ơ mình yếu giáp sẵn rồi, nó bắn viên vô mất giáp nên là solo kill không được. Nếu mày còn giáp, ôi, đẩy đi luôn. Watch out. Còn một thôi, đẩy luôn khỏi cố. Hay. Hay. Khỏi ra. Còn đông lắm, 17 thằng lận. Đó, hai khói luôn nè. Đó, anh em chắc ăn đi. Đó, chứ giờ mà 17 thằng thì nó ở xa, nó thấy bo nhỏ rồi. Thì nó bắn chừng viên nữa là mình gạt mình luôn. Nè, giờ thì mình rút đồ anh em, rút giáp nè. Đó, kêu đội lấy xe cho kịp giờ nè. Tại giờ còn 15 giây nữa, vô bo rồi. Ui, trước mặt kìa, thấy chưa. Giờ đâu thể nào đi thẳng được đâu anh em. Bển rồi, mình phải đi bọc trái qua. Ok, lái đi. Lên nè. Chia ra. Chia ra, người kê góc nè. Quan sát thôi. Ui, ở dưới rồi, đẩy vô, đẩy xuống. Đẩy vô khu nhà nè. Chết nha anh em. Mark the location. Ui, trên tầng 2 có, nhà nhiều lỗ. Nhà nhiều lỗ tầng 2 có nha, kê nè. Nghe hai tiếng chân thôi. Nghe Mark the location. Ít nhất hai thằng. Lên luôn, nóc rồi, hay. Lên luôn nè, lên chung nè. Giữa. Ui, cái gì vậy? What the fuck? Ôi. Còn. Cái đụm mệnh đó nè. Nó chơi cái trò gì nè. À, hai thằng di chuyển còn hai thằng nằm ở đây. À, tí nữa là xong. Ok. Ok, phải từ không được đâu, đẩy không được đâu. Đông lắm. Mình đang tâm bo nữa mà giờ mình đẩy ra phải không anh em? Mình ăn được tim nó nhưng mà tim ở trong bo nó kê mình ngoài bo là xong luôn. Đó thấy chưa? Ok. Đó, nói chung là phải giữ cái đầu lạnh vô anh em ơi. Đó, giữ cái đầu lạnh vô. Đấy chứ mà ham kêu một cái là như toàn. Đó, giờ lấy xe nè, bích cúp nè anh em. Nếu mà muốn kê bắn đây phải lấy xe bích cúp nha. Tại chỗ này trống lắm. Nó hở lưng. Mình không thể nào mình lao lên mình bắn được nè. Khỏi ra. Khỏi ra để mình lấy cái bích cúp anh em. Hay. Từ nha. Ui, bên phải có nữa kìa, thấy chưa? Watch out. Ngay đây. Không, cần lấy. Ui, gì vậy? Ui, sao? Sao, quay lại. Đẩy sau trước nè. Lui đi, đẩy sau nè. Giờ không đẩy là bị kẹp đấy. Nghe nè, ít nhất 2 nha, nghe tiếng chân, 2-3 tiếng chân á. Không có mềm nữa nè, nó hoài cục đá này thôi. Nó không phải lên bên cướp, bắt cướp mà. Đó, giờ mình canh dây nè, trái kia mình quăng xuống sâu quá. Giờ canh dây quăng. Ui, nóc một nè. Nè, trái nữa đẩy nè. Yếu, nè, ngay chỗ cục đá luôn. Bảo ông làm, để phải. Trước mặt. Nóc nè, sau cục đá. Rồi, lê. Xong rồi. Đó, ba kêu luôn nè, sướng. Ok, có ốp nè. Đó, giờ mình ngoài bo rồi. Đó, còn có 4 thằng lận. Nó kêu bo, giờ lấy ốp nè. Đó, cho cái vị trí đi. Làm luôn nè. Nóc liên ốp và đẩy nè. Bên đi. Đó đâu? Watch out.
Ok. Nóc ngay nhà sân, nóc nhà sân 1 nha. À, thấy à. Lú đầu ra cho viên ốp liền. Lú ra. Lú ra. Đó, anh em thấy nhìn nút di chuyển mình không? Đó, nó cũng có ca, nó cũng có đồ súng đó. Sniper mình phải di chuyển liên tục nha. Khói kìa, khói cứu kìa. Hoàng, vũ đi, tôi cho nó viên ốp rồi đẩy. Vũ đi cho viên ốp rồi đẩy nè. Hay, đẩy. Lên nè. Đó. Giờ mình kê tâm nha anh em. Đó, mình kê tâm sẵn nè. Đó, mình để lên cái nòng tâm lên là mình đẩy luôn. Đó, người góc vậy là còn cuối thôi. Hay, đấy chưa anh em. Quá hay luôn anh em ơi. Đó, trận liên server gắt luôn. Đó, Ai Quy Cường lên chí tôn rồi. Đó, bắn với mình mấy hôm nay cũng lên chí tôn rồi. Mình thì 3 ngày lên rồi. Bây giờ Ai Quy Cường mới lên nha anh em. Mặc dù cũng tay to đó. Đó, mình thì vừa lên 12 sao luôn. Ôi, trận này 13 kill 22 điểm, quá sướng luôn. Đó, quá phê. Trận này bắn 1 BF3 quá trời luôn. Đó, đẹp thấy không? 1.700 đam. Nhưng mà tại mình nóc nhiều hơn nên là không được MVP. Rồi, ok. Thêm trận mới nha anh em. Đó, làm trận mới luôn. Trận này đổi cường cho đổi tôn trọng qua Pikachu nè. Ok. Ui, thấy nè. Áo trắng nè. Hai viên rồi nha. Ui, bên đó có người nữa à. Watch out. Ở đây có luôn. Nhưng mà bây giờ mình đẩy phải qua. Đẩy phải qua với đồng đội nè. Để phải anh em. Đi có backup nha. Có mấy tòa nhà này che nè. Chứ đừng lao thẳng ra đường giữa nãy. Thốc một rồi kìa. Từ thôi. Đồng đội đang ở xa á. Ok thôi anh em. Đồng đội mình đang ở xa quá. Thấy nè, nó bò nè. Ui, nó chả bơm lại kìa. Ừ, cứ qua được. Nông. Vi hả Vi? Trời ơi, đi đâu Vi? Chính thằng hai. Ui, nhà L có. Đồng đội mình đâu giáo rồi. Qua nhà L nè, tống vô nhà L nè. Lô. Nhà L. Watch out. Đây nè, đây đó, kẹt thôi. Đúng rồi. Tống nhà L đi, trong nhà L được. Hãy còn một thôi, còn một nhà L. Đây nè. Một viên. Chỗ tôi viên luôn. Nó chạy vô rồi, từ từ cương ơi, từ từ. Đừng có đẩy vô, nó gạt luôn à, 40 mét á. Từ thôi. Từ, còn cuối nó gạt đấy. Tầng 1 nè. Xuống. Ui. Trời, cơ hội nhìn cường kìa. Thấy chưa? Đó, mình không đẩy chẳng là coi như mình toan rồi anh em. Nó gạt luôn á, nhìn cường kìa. Còn đúng một máu luôn á. Úi. Ồ, khu trước có người đó anh em ơi. Có team chai bè nữa kìa. Được rồi, chai bè kìa. Chai bè 20cm này nè. Qua đi. Ok, từ từ. Mỗi chân nổi thôi luôn. Đúng rồi. À, gạt được rồi, gạt được một. Ok. Qua nè. Enemies ahead. Từ rồi nha, từ. Ui, trước có nước à. Nè. Ok. Rồi để đây sát vô đã. Đẩy nhà thi đấu nè. Người góc kê nè anh em. Từ nóc kê. Ui đâu đằng trước có nữa vậy. Smells really bad down here. Enemies ahead. Ok, đang kê. Nó tưởng bên kia thôi, bên đây cũng có nữa nè. Trong nhà còn, trong chân đỏ còn nè. Ok. Thấy nè. Này nhanh còn lẹ luôn. Ừ, gạt nhanh còn lẹ luôn. Ok, qua luôn đi. Qua luôn cửa ơi. Ơi. Lê à. Ok, xong. À, hai team anh em. Nhảy đây hai team bắn nhau rồi. Còn bốn mấy người nè. Ôi, sao có xe. Xáy nè, xé được nè, xáy nè. Nằm xáy hả? Một đầu rồi. Trời ơi, một đầu rồi. Một thằng hay sao đó nhỉ? Ờ, thấy một thằng à, đẩy luôn đi. Ok. Ừ, nhưng tôi làm gần rồi đi.
Ok, chơi gần luôn. Ô, còn team đó nữa. Chết bò rồi. Cú cú. Cú chạy được dưới. Che xe. Lấy xe. Khói ra, khói ra. Hồn, tí nữa. Che trước kìa, sao làm gì, che trước. Lấy cái chảo che nè. Hồn quá, khói rồi. À, tí nữa hỉ gạt nè. Đứng chống quá mà. Đó, bởi vậy mấy phải chống hay không? Bắn nóc được cái là thôi. Nó gạt thôi mà, dính con chiên à. Máu nè. Siêu yếu, hai đồng gỗ, okay. Nóc đi đẩy. Đẩy kìa. Nóc một rồi, lên luôn. Nóc hai rồi. Lên luôn, xe nè. Lên luôn nè, Pikachu, lên. Lên nhanh. Nhanh lên. Nóc ba kìa, cho còn cuối thôi. Còn nghe tiếng chân nữa. Còn. Nóc. Còn hàng trên lầu nè, vô nè, đợi nè. Không có lao lên nha anh em. Đó, mình phải giữ được cái đầu lạnh nha. Đó, nghe em đợi nè, không có lao thẳng lên đâu. Đó, bắn được nóc rồi kìa. Nhảy xuống rồi. Nhảy ra ngoài nha. Hay. Đấy, anh em phải bắn vậy đó nha. Nó mình phải giữ được cái đầu lạnh chứ nãy pha đó mình lao lên mà nó bắn được nóc như nãy là nó chỉ cố nó gạt. Úi. Gì vậy? Trả đam nè. Nóc hai rồi, lấy xe đi. Nóc hai rồi. Lấy xe. Tôi bơm máu mà. Tôi bơm, đang bơm. Ok, lên luôn nè. Mình biết cái màu này em cuốn. Lên luôn. Sao cục đá nè. Nóc 1. Còn nha. Lê. Ui, hấp dẫn nè em ơi. Ở đầu bắn hết team này, có team khác tới là bao hấp dẫn luôn. Bao sướng, bao phê. Bố mày chưa kịp nhặt súng. Chưa kịp nhặt súng rồi, team khác tới rồi. Phê. Ôi, nữa hả? Ôi, dưới ngay đây luôn nha, ngay đây luôn nè, đủ ra. Đủ ra, không nào đủ ra cái gì? Thấy nè. Ok. Bây giờ lấy xe, đẩy luôn. Nóc đi, đẩy luôn nè. Hay, Việt Nam không mà, đẩy luôn, Việt Nam mà, đẩy luôn. Đi cơ tu ơi. Kê nha, tôi đẩy xe luôn nè. Ở ngoài bo rồi đó, bắn lẹ nè, vô bo nè. Sợ, chết luôn nè. Ôi, trước mặt. Nóc. Rồi, xong. Lê, hàng xinh ơi là hàng xinh. Không đẩy xuống quá nhanh mà. Nhanh lên. Rồi đi nè anh em. Đi chung xe thôi. Đó. Vô bo nè. Đó, lạng lách đánh võng ghê không? Đó, thật bim đúp mà. Ui, nghe. Thấy. Ui. Trả đam nè. Thấy nó nè. Không chính chiên nào luôn em ơi. Ngoài bo rồi nha, lẹ nè. Ok, lên, đi nè. Ui, xe quẩy bánh rồi. Ok, kê đi, tôi mở bánh, tôi nhảy xe rồi. Mở cánh nha. À, tí nữa rồi Toàn. À, nó kê cái đội này, anh em nhớ cái đội này không? Mình ăn biết bao nhiêu team ở đây luôn á, sấy nổ xe á. Đấy, giờ nó sấy lại. Đấy. Ui, từ thôi. Thấy nè, ngay cục đá. Lia, xong. Ok. À, cái đội đó mình sấy nổ biết bao nhiêu lần á, anh em xem nhiều clip Thịnh nhớ mà. À, sấy nổ biết bao nhiêu thằng ở đó luôn đó. À, hên mình cũng sáng bị nổ ngược lại à, hên là đánh lái kịp. Ở tay lái lụa có khác anh em ơi. Lên xe nè. Giờ bo cuối nè, bo 4, bo 5 rồi mà còn 18 thằng thì đông lắm nè. Đi chung xe thôi. Đừng có đi lẻ chứ giờ nó sấy rụng khó mà cứu lắm. Đó, nên là đi chung thôi nha.
đi nè, có ốp luôn rồi, rồi lên nè, cạnh núi đỏ nè, có luôn đường ngay. Ok ok, thấy xe kìa, đó mình lùi xe xuống anh em, giữ xe lại, mấy bọn cuối không có xe là thua nha. Được nè. Hay hay, gạt luôn, gạt luôn. Ở nghe nghe tiếng súng không? Ở bốn người sấy bao phê luôn. Rồi rồi ok, ngon rồi. À, leo núi đỏ đó, mình cũng hay leo đó. Tập trước mình có giới thiệu anh em á. Kìa kìa kìa, nó té xe, nó té núi kìa. Đẩy luôn không? Qua luôn. Xanh kìa. Qua luôn, qua luôn. Đâu 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 đâu. Đó rồi, đó rồi, đó rồi. Ồ, xong 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 xong. Xong. Nóc một cà, nóc một cà. Lên xe luôn, lên xe, lên xe. Lên xe. Watch out. Trời ơi, lên xe, không ai lên xe hết. Trời ơi, nóc nữa. Ui, team khác tới kìa. Ok, ok. Ok, bình tĩnh, bình tĩnh. Smoke nha, smoke rồi. Rồi, 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 3 trái rồi, ok rồi. 4 trái luôn. Nè, nè, cứu xong nè, máu đi, lên xe đi liền nè. Đây ngoài bò, bị kẹp nữa nè. Nhanh, 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 nhanh. Lên xe nè, lên xe nè, lên xe. Nhiều lúc mình nói vậy mà anh em không nghe nè. Lên xe đi nè. Đó, 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 đó. Hai team mới gì đó, nó bắn nhau ở đây nãy giờ. Chai be nè, chai be. Móc ra sao luôn nha, kê nha, kê nha, để móc ra sao luôn nè. Đi rồi, lấy xe đi rồi, lấy xe đi rồi. Phun nước vô anh em ơi, mình có một mình nè. Đó, chơi cẩn thận thôi. Ok ok, bắt luôn nè, đi luôn nè. Hay hay, màu rồi. Ở đâu ạ? À? Chỗ nào á? Mới luôn, cũng mệt luôn. Chơi be nè. Hay, gạt luôn rồi. Ờ, à, ờ, à, thấy à, thấy à, thấy à. 190 nè, 190. Nóc, 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 nóc. Trời ơi, ngoài bo chi em. Kê anh chi vậy? Watch out. Kê anh chi giờ anh kê lại thì chỉ có toan thôi em. Còn thằng nữa, còn thằng nữa, nhưng mà thôi bỏ đi anh em. Nó bo vô rồi 300m mình bơm máu rồi bo không kịp đâu. Giờ đi bo trước, nó vô sau mình giết sau cũng được. Watch out. Thấy là thấy thấy. Ok ok ok. Ok coi chừng thôi nha. Còn 4 đó. Xong xong, còn 3, còn 3, còn 3. Tim này nãy té núi nãy nè. Vậy là tim lẻ, ui, chết bò kìa, thấy chưa? Chết bò kìa, phải tim nó không? Nó, tên nó, tên nó, em tên Lucas, tên Table. Ok, ok, rồi. Chết đi, chết cái núi này. Ui, đây như có bút ghi nè. Bên đây có bút ghi nè, chết, 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 bên đây. Chết bút ghi trên bên đây, bên đây có bút ghi nè. Qua đây chết chung với tôi nè. Qua đây, nhanh nhanh. Chưa? Chưa? Ờ, vậy còn cuối thôi. Ờ, bút ghi ở đây thì bảo đảm có người rồi nè. Đẩy xuống nhà có không? Ôi, có tiếng chân, có tiếng chân nè. Nhà dài, nhà dài, nhà dài. Nghe tiếng chân quăng miệng thôi nè. Ui, ai quăng cái gì vậy? Nó qua phải rồi, nó qua phải rồi. Trên lầu nha, mày trên lầu nha. Bom này, bom này, bom này. Hay 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 hay. Đó, tìm sàn nè, sàn hải nè. Đó. Ok. Cảm ơn anh em đã theo dõi nha. Đó, anh em nếu thấy hay nhớ like, subscribe kênh ủng hộ tôi nha. Đó, nhớ ngày có lại Chí Tôn, xong mình sẽ lấy ặc nhỏ mình giao lưu với anh em. Đó, sẽ chơi nhiều cái map khác cho anh em xem luôn. Rồi. Đó, trận này cũng được 9 kill đó, 9-12 kill. 30 kill đó, ít đâu nè. Đó, được không? Đấy. Rồi, ok. Cảm ơn anh em rất nhiều.
Rồi nhớ like, subscribe cho kênh, ủng hộ nha anh em. Nhớ subscribe. Đó, các bạn hãy thích mình đó. Từ 10 sao lên 12 sao luôn. Mỗi ngày lên 1 sao là ok. Bye anh em. Cảm ơn anh em đã like, subscribe video nha. Còn đây là ba cái nick Facebook, group với lại bay của mình đó. Anh em nhớ vào đây. Rồi, cảm ơn anh em đã donate cho Thịnh nha. Mình sẽ để tên những ai donate ở đây. Cảm ơn anh em rất là nhiều đã ủng hộ Thịnh. Ok, bye anh em.